đến cái quán bò lá này thì mới đi. Đậm chưa? Bảo đậm chưa? Này vào sắc Giang Nghĩa tưới thêm một phát nữa à? Nhưng đậm này thì tưới thêm lần nữa chứ mấy? Hai lần. Mấy lần nữa? Tầm chỗ nào thì tưới phát nữa? Giờ tới đặt lý xong đi vô Bình Phước. Đặt lý rồi đến Bình Phước, đến Bù Đăng à? Đến Bù Đăng tưới phát nữa à? Sao ngót hỗ trợ cho Sài Gòn nhé, xe 10 tấn.